Mến chào bạn quay trở lại với ngày 10 của khóa học đầu tư chứng khoán cơ bản cùng Cú Đông Thái. Nếu bạn đã học chăm chỉ 9 ngày và làm bài tập đầy đủ thì chắc chắn bạn đang hơn hẳn 80% các nhà đầu tư khác trên thị trường rồi đấy. Nhiều nhà đầu tư tuy có kinh nghiệm nhưng không nghiên cứu và học hành một cách bài bản, dẫn đến là việc họ tiếp tục mắc những cái sai lầm về lỗi giao dịch, nhận định vội vàng về xu hướng, hay là vẫn thậm chí còn tiếp tục mua bán theo tin đồn cho tới ngày hôm nay. Bạn đã vượt trên họ rất nhiều với việc kiên trì học và thực hành bài tập của một hệ thống kiến thức bài bản được đúc kết bởi kinh nghiệm thực chiến và thành công hơn 15 năm qua của Cú. Trước khi đi vào nội dung ngày hôm nay, quản lý vốn và quản lý cảm xúc, chúng ta hãy xem lại bài tập trong nội dung ngày 9 nhé. Câu 1 là ngưỡng kháng cự là một điểm hay một mức giá hay là một vùng giá? Thì ngưỡng kháng cự là một vùng giá bạn nhé. Nhiều khi thị trường đâm xuyên qua cái ngưỡng kháng cự, thế nhưng mà chưa chắc đã vượt lên trên đó ngay, mà còn phải test lại, còn phải điều chỉnh lại và có thể là rơi trở lại. Câu 2 là khi thị trường xuất hiện tín hiệu cho thấy một nhịp điều chỉnh lớn trong năm và đã giảm khoảng từ 10 đến 15% thì bạn sẽ làm gì? Câu A là mua thêm cổ phiếu. Câu B là bán cổ phiếu đợi thấp mua lại. Câu C là chuẩn bị vốn nhàn rỗi để mua tích lũy khi thị trường rơi về vùng giá hỗ trợ để tích lũy thêm cổ phiếu tốt. Đáp án phù hợp nhất ở đây của chúng ta là chuẩn bị vốn nhàn rỗi để mua tích lũy khi thị trường rơi về vùng giá hỗ trợ nhé. Câu 3 là khi dấu hiệu đảo chiều xảy ra, ví dụ như là vai đầu vai, thì bạn sẽ làm gì với 20% khối lượng tài sản còn lại để tối ưu lợi nhuận? Câu A là đặt lệnh bán khống. Câu B là xem xét các dấu hiệu khác để xác nhận xu hướng như là khối lượng, kênh xu hướng chính rồi bán. Câu C là tôi đã phân tích dấu hiệu vai đầu vai, chuẩn bị hình thành và tôi sẽ xác nhận để tôi bán theo. Thì cái đáp án phù hợp nhất ở đây là đáp án C nhé. Tức là khi mà dấu hiệu vai đầu vai chuẩn bị hình thành thì chúng ta cần có một cái sự chuẩn bị để xem khi mà dấu hiệu đó xác nhận cùng với các cái yếu tố vĩ mô khác và chúng ta sẽ thực hành để bán theo. Đúng không nào? Câu 4 là trong xu hướng tích lũy, tức là xu hướng đi ngang đấy, thì bạn sẽ làm gì với 20% tài sản để tối ưu lợi nhuận? Câu A là căn bán ở ngưỡng kháng cự và mua ở ngưỡng hỗ trợ, kiếm lợi nhuận hàng ngày. Câu B là giao dịch ít để tối ưu lợi nhuận. Câu C là chờ giá thoát khỏi xu hướng tích lũy rồi giao dịch theo xu hướng mới. Thì ở đây phương án A và B là phù hợp với những bạn đầu cơ, những bạn lướt sóng hàng ngày. Phương án C thì phù hợp hơn với chúng ta là những cái bạn mà mua tích lũy và đầu tư giá trị, đúng không nào? Ok, sang nội dung ngày hôm nay thì rất quan trọng, nó là về lĩnh vực quản lý vốn và quản lý cảm xúc. Nếu bạn coi chứng khoán như đánh trận thì quản lý vốn và quản lý cảm xúc chính là dàn quân và chính là thế trận. Còn nếu bạn coi chứng khoán như đi câu thì quản lý vốn, quản lý cảm xúc chính là cách bạn làm thính, chính là cách bạn tìm chỗ câu, chính là cách bạn làm mồi để câu đúng loại cá mà bạn thích. Có nhiều nhà đầu tư cực kỳ thông minh và hiểu biết nhưng họ lại không thực thi tốt phần quản lý vốn và thực thi tốt phần quản lý cảm xúc và chuốc lấy những thất bại khổng lồ. Ví dụ như nhà đầu tư Ray Dalio, hiện ông là quản lý quỹ Bright Watergate với giá trị hơn 150 tỷ đô. Ông đã từng bán xuống và đặt cược thị trường sẽ sụp đổ vào năm 1982. Nhưng thị trường tăng lên tới mức mà ông phải lỗ sạch vốn. Và rất là buồn là ông không đặt cắt lỗ. Và khi đó thì mất sạch tài sản và lâm vào cảnh nợ nần. Ông suy sụp đến mức là gần như phải giải tán quỹ. Hay là nhà vật lý nổi tiếng Isaac Newton. Ban đầu ông nắm giữ cổ phiếu của công ty Biển Nam từ rất sớm và bán ra chốt lời khi mà giá tăng 100%. Và khi đó lãi khoảng 7.000 bạc. Thế mà vài tháng sau, ông thấy bạn bè lại lãi vô cùng nhiều khi mà giá cổ phiếu tiếp tục tăng lên đôi so với giá ông bán ra. Thì khi đó là ông cũng bị hiệu ứng FOMO, tức là Fear of Missing Out, sợ mất cơ hội. Thế là quay lại, dồn toàn bộ gia sản và lao vào mua, bỏ ra 20.000 bảng để mua. Thế sau đó vài tháng thì cổ phiếu này đạt đỉnh và mất đi 90% giá trị, thổi bay như toàn bộ tài sản của ông. Và mất tất cả khi mà đã già 80 tuổi rồi. Ông than thở là tôi có thể đo được chuyển động của các vật thể, thế nhưng mà không thể đo được những hành động điên rồ của con người. Cái điên rồ gì đâu, tại bác không quản lý cảm xúc thôi. Đấy, nên là không phải là thông minh là anh chứng khoán hay nhé. Cái việc mà quản lý vốn và cảm xúc vô cùng quan trọng để các nhà đầu tư của chúng ta là thành công. Đấy, ví dụ như ông Peter Lynch, một nhà đầu tư quản lý quỹ top 1 của phố Wall, ông nói tất cả kiến thức bạn cần cho thị trường chứng khoán là môn toán lớp 4. Đấy, nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý vốn và cảm xúc so với trí thông minh và các kiến thức uyên bác khác. Hay là ông George Soros, một tỷ phú đầu cơ nổi tiếng, thì nói là như này: anh đúng hay là anh sai thì điều đó không quan trọng,
cái chính là anh kiếm được bao nhiêu khi anh đúng và mất bao nhiêu khi anh sai. Thế còn Warren Buffett thì nói là ông thành công như vậy vì nước Mỹ có nhiều công ty tốt và ông sống đủ lâu để lãi suất kép phát huy công dụng của nó. Thì bạn thấy không nào? Việc đầu tư thành công thì không cần phải hiểu biết quá nhiều thứ cao siêu. Những thứ cao siêu đó nhiều khi chống lại chính chúng ta vì nó khiến chúng ta quá tự tin và nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được xu hướng của thị trường. Vì vậy, với chúng ta là nhà đầu tư F0 thì cố ủng hộ chúng ta lựa chọn phương án dễ thực hiện, phù hợp với kiến thức của chúng ta và kiên trì trong nhiều năm để đạt được mục đích tự do tài chính, mục đích an toàn tài chính của mình. Phần 1 là quản lý vốn. Chúng ta hãy sắp xếp thế trận vốn phù hợp để chúng ta không bị những áp lực không đáng có. Cú sẽ chỉ cho bạn trong file kế hoạch đầu tư tích lũy này nhé. Ở đây thì tôi chuẩn bị về 3 cái ví dụ giúp cho các bạn có thể hình dung về cách chúng ta quản lý vốn, lên kế hoạch vốn cho từng người nhé. Ví dụ đầu tiên là một chị Lan. Chị Lan này là muốn xây dựng kế hoạch đầu tư để cho các cháu. Thứ hai là bạn Minh và bạn Thảo là hai vợ chồng Son. Hai vợ chồng Son này thì muốn có một cái sự tự do tài chính trong tương lai gần. Và thứ ba là anh Châu. Anh Châu thì năm nay 50 tuổi và anh muốn có một cái kế hoạch hưu trí sớm và an toàn. Chúng ta đi cùng từng cái kế hoạch này nhé. Đầu tiên là chị Lan. Chị Lan thì có một công ty nhựa. Chị có nhiều bất động sản cho thuê. Chị muốn lo cho tương lai của ba đứa cháu. Một đứa là tên là Hoa, năm nay 12 tuổi. Đứa thứ hai tên là Mai, năm nay 15 tuổi. Đứa thứ ba tên là Cúc, năm nay 17 tuổi. Chị muốn sau này cho mỗi cháu 10 tỷ để các cháu có thể là dễ kiếm một tấm chồng và tấm ra món. Thế tuy nhiên mà đến lúc mà cần tiền mà cho mỗi đứa 10 tỷ thì rất là khó, đúng không nào? Đào đâu ra 30 tỷ mà cho. Thì chị quyết định là như này, rất là thông minh. Và hiện nay chị đang có một căn nhà cho thuê. Đấy, căn nhà cho thuê này chị quyết định là sẽ dồn toàn bộ tiền nhà cho thuê là 24 triệu một tháng chia 3. Thì cho mỗi đứa 8 triệu để đầu tư chứng khoán, đầu tư tích lũy. Đúng không ạ? Thì chúng ta hãy thử xem là bao giờ thì các cháu này có được 10 tỷ nhé. Đúng không? Chúng ta hãy xuống dưới chúng ta xem. Cái năm đầu tư thì ban đầu là không các không cháu nào có tiền cả. Thế nhưng mà mỗi tháng có 8 triệu. Thì nhân với cả là 12 tháng nhân lên thì một năm là có 96 triệu đổ vào đầu tư. Với cái tỷ suất sinh lời hàng năm trung bình là 20%. Và lãi dồn gốc vào, cứ cộng dồn vào. Thì đến năm thứ 16 thì các cháu của chị đã có một cái dòng tiền là 10 tỷ. Và là tài sản. Chưa kể là nó tiếp tục sinh lời. Nếu mà tiền nhà vẫn tăng 5% một năm, đúng không ạ? Và đây chúng ta giả định là tiền nhà tăng một năm là 5%. Thì khi đó là các cháu sẽ có cái mức chi tiêu là mức tài sản là 10 tỷ và tiếp tục sinh lời về sau. Nếu mà các cháu rút tiền ra để lấy chồng ngay thì ok. Còn các cháu không thích thì các cháu có thể là để tiền tiếp và sinh lời tiếp thành một khoản tự do tài chính, một khoản để dành sau này. Và năm thứ 20 thì số tiền tăng lên 24 tỷ. Năm 30 là số tiền tăng lên 174 tỷ. Rất là nhiều, đúng không nào? Chúng ta hãy nhìn lại cái kết quả này. Vậy là cháu Hoa vào năm sau 16 năm, tức là cháu 28 tuổi. Lúc đầu là 10 năm nay 12 tuổi. Thì khi 28 tuổi cháu đã có 10 tỷ trong tay. Cháu Mai thì năm 31 tuổi đã có. Còn cháu Cúc là 33 tuổi, đúng không nào? Và hãy để ý vào đây này. Thì số tiền đầu tư sau 16 năm thì chúng ta là có 9 tỷ 2 là tiền lãi. 1 tỷ rưỡi là tiền gốc, đúng không ạ? Còn sau 20 năm chúng ta có 19 tỷ 3 là tiền lãi, 5 tỷ 4 là tiền gốc. Còn sau 30 năm chúng ta có 158 tỷ là tiền lãi và 15 tỷ 7 là tiền gốc. Thì các bạn thấy rằng cái mức lãi suất kép như này rất là thú vị, đúng không ạ? Ví dụ thứ hai, chúng ta quay sang một vợ chồng mới cưới. Đây là vợ chồng Son, Minh và Thảo. Thì hai bạn mới cưới của hồi môn có 50 triệu. Thì hai bạn cũng chưa có đủ chi tiêu thoải mái lắm đâu. Vì lương tháng của Minh là 20 triệu, lương của Thảo là 12 triệu thì cũng đủ sống ở trên thành phố. Thế nhưng mà họ rất là quyết tâm để làm giàu và sớm tự do tài chính. Tức là họ đang mong muốn là họ có khoảng 5 tỷ để mua nhà, có 1 tỷ mua xe và sau đó là mua hai mảnh đất cắm rùi và mỗi đứa cho hai thằng con tương lai, mỗi đứa là 1 tỷ, tổng 2 tỷ. Và sau đó thì mỗi tháng phải dư ra 100 triệu để chi tiêu và 100 triệu này tức là không cần làm gì ấy, đúng không nào? Thì họ cần làm gì? Họ phải có một cái số tiền đâu đó khoảng chừng 9 tỷ 2 để chi tiêu cho những cái này. Và dòng tiền là 1 tỷ 2 mỗi năm để chi tiêu, đúng không? Chúng ta hãy xem phương án đầu tư của họ. Là sau khi mà thu nhập được 20-32 triệu một tháng thì họ chi tiêu cuộc sống là 8 triệu này. Chi thuê nhà cho 6 triệu. Để dành cho hai bên nội ngoại lo khi mà có việc là 2 triệu. Tích lũy
chờ sinh con là 2 triệu, bảo hiểm sức khỏe sinh sản là 500 ngàn một tháng, học hành bổ sung kiến thức mua sách là 1 triệu, giải trí, ăn chơi là 2 triệu rưỡi. Sau đó thì họ để dành đầu tư được là 10 triệu một tháng. Con số này là cực kỳ tuyệt vời đúng không? Với cả cái sự quyết tâm và đồng lòng của hai vợ chồng. Và chúng ta cũng sẽ biết rằng mức lương mỗi năm để tăng 10%, đúng không ạ? Thì cái mức để dành này, mức để dành nó cũng tăng lên 10%. Và mức chi tiêu này cũng tăng 10% tương ứng, đúng không? Đấy. Và chúng ta hãy nhìn cái mức kế hoạch đầu tư của họ như này. Với cái tiền ban đầu là 50 triệu. Sau đó hàng năm chúng ta số tiền tích lũy hàng tháng là 10 triệu nhân với cả 12 tháng và dồn vào đây. Cả gốc cả lãi cứ dồn vào. Thì bắt đầu đến năm thứ 18 thì họ bắt đầu là được tự do tài chính này. Năm thứ 18 mới đúng. Đấy. Tức là họ có trong tay khoảng 21 tỷ. 21 tỷ này thì sau khi mà họ trừ đi cái 9 tỷ tiền mua nhà, mua xe, mua đất ở trên thì họ vẫn có một cái số tài sản trong chứng khoán là khoảng chỉ 10 đến 12 tỷ đúng không ạ? 12 tỷ. Và cái dòng tiền này thì thừa sức sinh lời cho họ là 120 triệu một tháng. 100 triệu một tháng, đúng không ạ? Thì khi đó thì họ có thể đạt được con số tự do tài chính rất là sớm và lúc đó là làm việc mình thích. Các bạn hãy nhìn cái kết quả tự do tài chính sau 18 năm. 18 năm. Đây ạ. Con số này là B67. Tức là số tiền gốc lúc đó của họ là 1 tỷ 9 và tiền lãi khoảng đâu đó là 19 tỷ. Còn sau 20 năm thì họ sẽ có 32 tỷ tổng tài sản và sau 30 năm thì con số đâu đó khoảng 10 triệu đô, tức là 230 tỷ. Đây các bạn nhìn con số này, đúng không ạ? Thì đây là con số nếu họ tiếp tục họ làm và để tiền vào trong cái quỹ chứng khoán, quỹ đầu tư của họ một cách là an toàn, đúng không? Đấy. Rồi, thì đây là bạn Minh và Thảo. Đôi vợ chồng son sẽ có tự do tài chính sau 18 năm đầu tư tích lũy, đúng chưa nào? Và họ vẫn tập trung vào chuyên môn của họ, không phải dành quá nhiều thời gian cho đầu tư, quá nhiều thời gian để lướt lát, đau đáu về thị trường lên hay xuống, đau đáu về việc lướt sóng nọ kia. Rồi, chúng ta hãy nhìn tiếp sang anh Châu. Anh Châu là một người năm nay là 50 tuổi rồi. Muốn chủ động về kế hoạch hưu trí tới năm 90 tuổi, để từ 65 tuổi trở đi, thì anh có thể tự do tài chính với quỹ hưu. Đồng thời là cái quỹ này nó sinh lời liên tục trong tương lai. Bởi vì các bạn cũng biết rồi, bây giờ cái tuổi hưu của chúng ta đang tăng rất là nhanh. Vì y tế, vì sức khỏe tốt, vì thói quen sống lành mạnh, đúng không? Hay chúng ta nhìn sang những cái nước phát triển hơn chúng ta như là Hàn Quốc, Nhật Bản đi. Thì có một cái tình trạng là rất nhiều người già, trên 80 tuổi. Thế sau khi mà tiêu hết tiền lương hưu thì đang thất nghiệp. Vừa không có việc làm lại vừa không có tiền. Và phải đi xin lại công việc. Xin lại công việc thì bây giờ cụ 80 tuổi rồi mà cụ vẫn khỏe như thế, nhưng mà cụ lại kiến thức thì lại không còn cập nhật nữa. Thì cụ chỉ có đi làm việc tay chân thôi, đúng không ạ? Chỉ có đi là dọn dẹp hay là rửa bát hay là làm nhà hàng thôi. Những việc rất là tay chân thì cũng là một kết quả nó khá là buồn cho các cụ đó. Thì thay vì như vậy, chúng ta hãy phòng chống, chúng ta hãy bảo vệ tương lai chúng ta bằng cách là chúng ta hãy trích một cái số tiền nho nhỏ ra để chúng ta có một cái sự chủ động trong cái quỹ hưu của chúng ta. Thì quỹ hưu của anh Châu, anh ấy sẽ có một cái nhu cầu chi tiêu là mỗi năm đi du lịch khoảng 2 lần. Mỗi lần đi du lịch 100 triệu. Đấy. Rồi chi phí cho nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe khoảng 50 triệu một tháng. Và chưa kể là mỗi tháng sẽ dư ra 100 triệu để chi tiêu nữa, đúng không nào? Thì tổng cho anh ấy cần là khoảng 1 tỷ 9. 1 tỷ 9 thì cần danh mục đầu. 1 tỷ 9 thì bao gồm là 100 triệu này. Đúng không ạ? À đâu, cái này là 200 triệu. Cái này là 600 triệu này. Cái này là 1 tỷ 2 này. Đấy, thì anh ấy đã cần đâu đó khoảng chừng là 2 tỷ một năm. Thì anh sẽ cần danh mục đầu tư khoảng chừng là 12 tỷ để đáp ứng điều này. Hiện nay thu nhập của anh Châu là khoảng 50 triệu một tháng. Đấy, anh Châu có cái chi tiêu cuộc sống là 15 triệu, lo cho nội ngoại hàng tháng 3 triệu, cho con đi học khoảng 8 triệu. Anh mua bảo hiểm sức khỏe là 1 triệu một tháng. Học hành kiến thức bổ sung video rồi những khóa học là 2 triệu một tháng. Anh dành cho giải trí là 6 triệu một tháng. Và anh có một cái mức để dành cho đầu tư là 15 triệu. Đúng không nào? Thì mỗi năm cái mức chi tiêu để dành này của anh cũng tăng lên khoảng 10%. Bạn hãy nhìn vào cái kế hoạch của anh. Sau khi bỏ vào 50 triệu ban đầu để anh đầu tư, anh tiếp tục bỏ thêm tiền hàng năm ra, mỗi tháng 15 triệu. Và nhân lên một năm anh có khoảng chừng 270 triệu để đầu tư vào đây. Đó. Thì đầu tư dần vào. Gốc dồn với lãi cứ đầu tư dần. Đến khoảng năm thứ
65 tuổi, năm 65 tuổi thì anh có 18 tỷ. 18 tỷ này bắt đầu anh sẽ rút tiền ra để anh chi tiêu cho cái quỹ hưu, cho cái chi phí hưu của anh, đúng không nào? Bắt đầu anh rút tiền ra. Mỗi năm đầu thì anh rút 1 tỷ 2, năm sau thì anh cần 1 tỷ 3, vì chi phí nó cũng tăng lên mà, đúng không? Mọi thứ chi phí nó cũng tăng lên, rồi tỷ 4, tỷ rưỡi. Thế nhưng mà điều tuyệt vời ở đây ấy, các bạn nhìn thấy rằng là cho dù anh có bỏ tiền ra để chi phí cho toàn bộ các cái hoạt động trên này này, đi du lịch, nghỉ ngơi, mỗi tháng dư ra chi tiêu vân vân, đúng không? Thì anh vẫn còn cái tài khoản của anh ấy, nó vẫn tiếp tục sinh lời. Và mức độ sinh lời là cao hơn cái mức độ chi tiêu của anh. Và ở đây là mình đang giả định là cái mức sinh lời của anh đang ở mức thấp hơn. Vì anh Châu ấy, anh sẽ đầu tư vào những cổ phiếu mang tính chất là an toàn cao hơn, đúng không ạ? Tức là chỉ mà sinh lời kỳ vọng là 15% một năm thôi. Chứ như các bạn trẻ ở trên ấy, chị Lan này, bạn Minh, bạn Thảo này, mà đầu tư vào danh mục là nó tăng trưởng tốt hơn, thì biến động ghê hơn, thì mức sinh lời cao. Nhưng anh Châu sẽ đầu tư vào những cái tài sản mà nó an toàn hơn, thậm chí là cả trái phiếu đó, để có mức sinh lời trung bình là 15% một năm. Đấy. Thế tuy nhiên sau đó, từ kể từ năm anh 65 tuổi ấy, anh bắt đầu rút tiền ra chi tiêu, thì cái số tiền này, cái số tiền tăng trưởng của anh ấy, nó vẫn vượt trội so với cái số tiền mà anh chi tiêu. Với năm 70 tuổi ấy, thì số tiền chi tiêu hàng năm của anh là 1 tỷ 7. Nhưng mà cái số tiền mà anh có tài sản là 24 tỷ. Năm 80 tuổi, anh chi tiêu là 5 tỷ. Thế nhưng mà cái số tiền chi tiêu trong tài sản của anh vẫn còn 52 tỷ. Đó. Khi mà anh đã quá trăm tuổi anh mất đi ấy, thì số tiền này vẫn có thể là tài sản của anh, để anh để dành cho con cháu hay là làm từ thiện gì đó, đúng không ạ? File này thì Cú có để trong phần mô tả để bạn có thể điều chỉnh phù hợp với kế hoạch đầu tư của mình nhé. Thì khi bạn đã có cái kế hoạch về đầu tư rồi, có mục tiêu sinh lời hàng năm rồi, thì hãy sử dụng nguyên tắc mua tích lũy 20-20-20 để đạt được mục tiêu của mình. Sang đến cái phần 2 là phần quản lý cảm xúc, có 3 nguyên tắc đơn giản và quan trọng như này. Nguyên tắc thứ nhất là đừng quá vội vàng trong việc làm giàu, bạn sẽ dễ thất bại. Thực sự là không có nhiều người trong chúng ta phù hợp để làm nhà đầu tư chuyên nghiệp hay phù hợp với việc là lướt sóng ngắn hạn đầu cơ chứng khoán phái sinh một cách liên tục. Những việc đó thì luôn luôn hứa hẹn mang lại lợi nhuận rất là cao, nhưng cũng tiềm ẩn cái rủi ro cao không kém. Nếu bạn quá vội vàng trong việc làm giàu thì nhiều khả năng chúng ta sẽ bị thu hút bởi những thương vụ mạo hiểm, ham mê lướt sóng ngắn hạn liên tục. Tức là chúng ta sẽ cố gắng làm những cái việc rất khó khăn mà ngay cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng khó để đúng liên tục, đúng không nào? Chính vì vậy phương án là đầu tư giá trị, đầu tư tích lũy sẽ phù hợp nhất với chúng ta, với đa số chúng ta. Chúng ta sẽ xây dựng được một cái tài sản khổng lồ bằng cái tiền nhàn rỗi, bằng sự khôn ngoan và sự kiên nhẫn của bạn nhé. Nguyên tắc số 2 là chúng ta đừng bỏ cái số tiền mà chúng ta phải chi tiêu trong quý tới, trong năm tới vào đầu tư dài hạn. Chúng ta sẽ bị áp lực và chúng ta dễ thất bại. Thì một trong những áp lực không đáng có mà nhiều người trong chúng ta mắc phải chính là bỏ cái nguồn vốn ngắn hạn mà sắp tới phải chi tiêu ấy sang đầu tư dài hạn là chứng khoán, là bất động sản. Hay là chúng ta dùng vốn vay để đầu tư chứng khoán. Thế có bạn hỏi là tại sao chúng ta không làm thế, đúng không? Chúng ta cứ cầm cố nhà cửa đi, vay mượn đầu tư chứng khoán đi, thì chúng ta thấy rằng chứng khoán là một kênh sinh lời tốt cơ mà. Ví dụ như chúng ta đi vay ngân hàng đi, với lãi suất là 11% một năm, đầu tư vào chứng khoán sinh lời 20% một năm, thì rõ ràng là cầm nhà đi đầu tư là hiệu quả hơn, đúng không? Vẫn có lời ra 9% một năm còn gì. Nhưng thực tế đó là một phương án là rất nhiều rủi ro, vì không có nhiều nhà đầu tư thành công khi mà sử dụng vốn vay để đầu tư chứng khoán đâu. Và nhiều khả năng là bạn sẽ mất cân đối nguồn vốn, bởi vì là chúng ta sẽ phải trả tiền nhà hàng tháng cùng với các cái chi phí cuộc sống khác. Chúng ta phải có đủ nguồn thu nhập ngắn hạn duy trì việc này. Nếu bạn phải có áp lực trả hóa đơn hàng ngày cùng với cái tư duy đầu tư sinh lời, bạn sẽ rất là áp lực. Và khi đó không có nhiều người có đủ khả năng để vượt qua nó. Cái lý do thứ hai là đầu tư chứng khoán ấy thì thắng lợi trong dài hạn, nhưng ngắn hạn thì tài khoản của bạn có thể bị giảm vài chục phần trăm. Nếu bạn bán cổ phiếu ra đúng đáy thì lúc đó bạn đâu còn có cơ hội để mà phục hồi nữa, đúng không? Thì bạn mất cơ hội mất rồi, vì bạn bị áp lực đó, áp lực phải trả lãi, áp lực phải trả tiền, áp lực phải chi tiêu, thì đó là một việc rất là rủi ro. Hay giống như Warren Buffett từng nói là tâm trí của bạn ấy gần như không có cách nào để yên ổn khi bạn dùng vốn vay, vì bạn đặt cược quá nhiều vào nó. Hay lúc đó ngay cả những cái tiêu đề đáng sợ từ các bài báo này, từ nhà phân tích, từ thị trường, đúng không? Mà các bạn biết rồi, thị trường đám đông thì luôn luôn như vậy, luôn luôn drama như vậy. Chúng nó sẽ làm cho bạn hoảng loạn và bạn không còn tâm lý tỉnh táo để mà đầu tư nữa. Nếu bạn đã từng chơi game, nếu bạn từng chơi thể thao đối kháng như cờ vua, như bóng bàn, như bóng đá, bạn sẽ hiểu cảm giác này. Khi bạn chơi tất tay nhưng bạn không để ý tới thắng thua thì tâm lý bạn sẽ thoải mái, cảm xúc bạn sẽ bình an
và bạn sẽ dễ dàng đạt được thắng lợi cuối cùng hơn. Nhưng khi bạn lo lắng quá nhiều về kết quả thì kiểu như bạn bị khớp ấy, bạn rất là sợ, bạn không phát huy được năng lực của chính mình và nhiều khả năng là bạn sẽ phán đoán sai. Thì trường hợp này giống như chúng ta đầu tư với số tiền lớn, đặt cược với số tiền mà chúng ta đang vay nợ ấy. Thế nên hãy cố gắng đầu tư bằng số vốn nhàn rỗi mà mình có và hãy cẩn thận gấp 5 lần bình thường nếu bạn sử dụng vốn vay nhé. Cái nguyên tắc số 3 là gì? Là viết ra nhật ký giao dịch và nâng cao cái khả năng tự nghiên cứu, tự đưa ra quyết định. Cái quản lý cảm xúc ấy là một việc là nói thì dễ hơn làm rất nhiều. Khi bạn viết lại nhật ký giao dịch và dần nhận ra tâm lý của mình mỗi khi giao dịch trong cái tình trạng cảm xúc khác nhau, trong thị trường khác nhau, thì khi đó bạn bắt đầu sẽ kiểm soát được cảm xúc của mình. Chỉ có trải qua rèn luyện bởi tình huống thực tế trên thị trường thì mới có được cái bản lĩnh này. Nhưng mà tin vui cho bạn là nếu bạn bắt đầu rèn luyện kỹ năng và viết nhật ký giao dịch trong ngay ngày hôm nay thì bạn sẽ dần nắm được cái kỹ năng tối quan trọng này. Cái điều này vô cùng quan trọng bởi vì thường là 90% quyết định của chúng ta được đưa ra trong cái tình trạng là tâm lý bị ảnh hưởng, tâm lý bị nhiễu loạn bởi những cái thông tin ồ ạt của thị trường, đúng không nào? Thì việc ghi toàn bộ nhật ký giao dịch chỉ tiêu tốn của bạn khoảng chừng 10 phút đến 15 phút mỗi ngày, nhưng sẽ mang lại cho bạn cực kỳ nhiều lợi ích trong tương lai. Hãy cố gắng tự đưa ra các quyết định và tự chịu trách nhiệm trong mọi tình huống, kể cả khi bạn dựa vào phần lớn ý kiến của người khác. Nhưng khi bắt đầu thực hiện thương vụ thì hãy tự chịu trách nhiệm và tự đưa ra quyết định của chính mình. Cái việc mà tự thực hành đầu tư, rút kinh nghiệm và hình thành phương pháp giao dịch của riêng bạn sẽ là mấu chốt quyết định tới thành công bền vững của mình. Và cuối cùng là hãy dành ra 15 phút mỗi ngày ít nhất, đúng không ạ, để tự học về phân tích kỹ thuật này, phân tích cơ bản, tâm lý giao dịch, kinh tế vĩ mô như trên các cái video và tài liệu miễn phí của Cú chia sẻ. Cái việc trau dồi chúng hàng ngày sẽ tích lũy cho bạn một cái nền tảng kiến thức vững chắc trong sự nghiệp tương lai. Phần 3 là chúng ta hãy nhắc lại phương pháp 6 bước đầu tư giá trị. Hãy mua và nắm giữ theo nguyên tắc 20-20-20 càng lâu càng tốt. Thời điểm mua tốt nhất luôn là khi có tiền nhàn rỗi, mua khi cả thị trường chung giảm mạnh. Khi rất ít người khuyên bạn mua, đúng không ạ? Khi cả làng kêu khóc hàng tháng vì chứng khoán giảm, kinh tế sập thì là thời điểm mua tốt nhất. Hoặc ít ra trong những đợt điều chỉnh trong năm thì nó diễn ra 2 tháng đến 3 tháng, lúc đó lúc tâm lý tiêu cực nhưng bạn có thể mua. Thứ ba là hãy chọn những doanh nghiệp đầu ngành, dẫn ngành hoặc mua top cổ phiếu trong những cái top VN30 với tỷ trọng là dài hạn, chiếm 70% hoặc 80%. Hãy mua những cổ phiếu tăng trưởng trong top 2 với khả năng thành công thành doanh nghiệp trong top 1 trong 3-5 năm với tỷ trọng khoảng 30%. Hãy bán ra những doanh nghiệp không giữ được tốc độ tăng trưởng và thay thế bằng doanh nghiệp khác. Và có thể bán ra phần lớn hoặc là toàn bộ danh mục nếu bạn nhận ra rằng, bạn phân tích được rằng nền kinh tế có khả năng đi xuống trong 6-12 tháng và thị trường đi vào một cái đợt giảm giá từ 30% đến 50% và tạo ra cơ hội hấp dẫn để tích lũy cổ phiếu tốt. Cái trường hợp này thì bạn phải rất là thành thạo phân tích kỹ thuật và bạn nhìn ra một cái sóng điều chỉnh rất lớn, gần như là một cái thay đổi xu hướng về downtrend trong cả năm ấy. Còn nếu không ấy, nếu chúng ta mà không có đủ cái năng lực để làm việc này thì không sao cả. Chúng ta không cần phải tối ưu đến mức như thế. Chúng ta vẫn tuân thủ nguyên tắc mua tích lũy 20-20-20 và vẫn đạt được thành công trong dài hạn nhé. Rồi, cái nội dung khóa học này thì được lưu lại để bạn tra cứu và xem khi cần thiết. Hãy bắt đầu bằng cách là học, thực hành, trải nghiệm và học lại xem lại khi cần nhé. Hệ thống của Cú sẽ giúp cho bạn tiến bộ và trưởng thành hơn sau khoảng 3-6 tháng thực hành và học lại, rút ngắn thời gian 2-3 năm so với các nhà đầu tư thông thường. Cú xin chúc bạn thành công và sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.